Ok, bye mọi người. Anh ơi, rút em đòi ăn mì xào bò, xào sao cho ngon vậy anh? Trời, sao nãy giờ không nói sớm em? Báo hoài. Đúng ra thì Hoshi sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm món mì xào thông thường thôi. Nhưng mà tại vì hôm bữa có một chị gọi cho Hoshi, nói là chị chào Hoshi. Hiện tại chị đang bán quán cơm trưa cho các anh chị em công nhân tại xí nghiệp. Trước giờ chị luôn luôn nấu theo những công thức của em. Các anh chị em ở đây ai ai ăn xong cũng khen nức nở. Chị đang tính buổi chiều mở thêm quán mì xào nữa. Nhưng mà thật sự là chị xào hoài mà ăn không có ngon. Em có công thức sốt nào bán cho chị được không? Chị rất là tin em. Ok, bán thì bán. Hôm nay Hoshi sẽ bán cho hết tất cả mọi người luôn. Ai không trả được thì thôi, Hoshi tặng. Còn ai trả được thì Hoshi cũng tặng luôn nha. Đây là một trong những công thức phải được gọi là bí kíp đó. Riêng công thức này Hoshi cũng lưu lại được khoảng 7-8 năm rồi. Hôm nay có dịp truyền lại cho chị. Các bước xào và nguyên liệu thì nãy giờ Hoshi có làm sơ qua cho chị thấy rồi đó. Khá là đơn giản. Chỉ cần phi tỏi thơm lên, sau đó cho bò và tất cả rau củ vào xào. Xào lần lượt theo như Hoshi hướng dẫn nha. Rồi các bạn sẽ cho vào đây 3 muỗng sốt.